Alo, xin chào các bạn. Trong video này thì trường sẽ chia sẻ với các bạn cách mà chúng ta tạo ra từ kênh chính mà chúng ta chuyển qua kênh phụ ha. Cái kênh chính ấy, nó rất nhiều cái nhược điểm. Thứ nhất là các bạn không thể phân quyền cho ai được, đúng không? Bạn muốn phân quyền cái cho ai quản lý hoặc up video kênh của các bạn thì các bạn sẽ không phân quyền được. Cái thứ hai là nếu mà cái kênh này bị chết thì bạn sẽ không vào cái tài khoản YouTube được nữa. Tức là các bạn vào yubi.com á là nó cứ báo là lỗi, là nó không cho các bạn vào nữa, là coi như cái Gmail đã bị chết luôn rồi. Với lại kênh chính nó rất là nguy hiểm. Khi mà các bạn làm yubi các bạn nên chuyển qua kênh phụ ha. Thì trong cái video này trường sẽ chia sẻ các bạn cách làm sao chúng ta chuyển từ kênh chính qua kênh phụ mà không bị chết kênh. Có rất nhiều bạn chuyển từ kênh chính sang kênh phụ bị tắt kiếm tiền hoặc bị chết kênh. Từ xưa này trường đã chuyển rất là nhiều từ kênh chính qua kênh phụ nhưng chưa bao giờ bị chết kênh hay tắt kiếm tiền. Thì để mà không bị tắt kiếm tiền hoặc chết kênh thì các bạn cần lưu ý như sau. Đầu tiên là cái kênh của các bạn đó, cái kênh chính này khi các bạn chuyển là tốt nhất thì nó đang nằm trong net chẳng hạn, được chưa? Đầu tiên tốt nhất là đang nằm trong network. Cái thứ hai là tốt nhất là nó đang được liên kết với một cái GA nào đó nha. Và cái thứ ba là kênh các bạn nên là lâu năm rồi đó. Kênh mới tạo các bạn không nên chuyển nha, không nên chuyển. Và cái Gmail các bạn nên uy tín, nên uy tín. Cái kênh của bạn, cái Gmail của bạn nên uy tín. Đó là bốn cái yếu tố mà trường đã làm từ xưa này thì không chết kênh. Còn những bạn mà mới tạo kênh mới, đúng không? Mới tạo kênh mới mà các bạn chuyển thì hên xui, có thể nó bị reset hoặc có thể bị kiếm tiền. Hoặc là các bạn chuyển ngay cái lúc mà nó báo mạnh và nó đào quét rất là mạnh, các bạn chuyển thì cũng có thể là bị reset hay ta kiếm tiền. Bởi vậy các bạn phải xem cái lúc mà các bạn chuyển nó có đào quét mạnh hay không đó, thì các bạn lưu ý điều đó. Chứ từ xưa tới nay trường chuyển từ kênh chính qua kênh phụ chưa bây giờ bị reset kênh hay ta kiếm tiền gì cả đó, thì các bạn cần phải lưu ý. Nếu cái kênh của bạn đó, các bạn mua cái kênh ấy, mà nó mới bật 3 bước, tức là cần phải bước thứ tư để kết nối với GA với bật kiếm tiền đó, thì các bạn lưu ý là chúng ta không nên chuyển từ kênh chính qua kênh phụ ha, có thể là nó sẽ bị reset kiếm tiền luôn đó các bạn. Rồi một cái nữa là khi các bạn mua kênh nhé, các bạn mua kênh nhé, thì các bạn phải xem là kênh nó như thế nào. Nhiều bạn mua kênh về chuyển luôn từ kênh chính qua kênh phụ hoặc là chuyển kênh qua cái Gmail khác là nó bị reset kiếm tiền đó. Vậy các bạn cần phải lưu ý là các bạn phải xem, tức là cái kênh nó đã trong net là tốt này, cái kênh nó đã đang liên kết với cái GA nào đó. Ví dụ khi họ đang liên kết với cái GA của họ thì các bạn mua kênh về thì các bạn từ từ cả các bạn cả chuyển GA. Nếu các bạn chuyển chuyển kênh chính qua kênh phụ thì các bạn để 1-2 ngày các bạn cả chuyển GA, được chưa? Các bạn chuyển liền có khi là nó sẽ bị reset kiếm tiền đó. Cái thứ ba là kênh nó phải uy tín lâu năm, kênh mới tạo thì chúng ta không nên chuyển. Cái thứ tư là lịch sử cái Gmail của bạn phải tốt, là phải tương tác thường xuyên nhiều đó. Rồi bây giờ trường đã có cái kênh này là kênh chính đúng không? Bây giờ trường sẽ chuyển qua kênh phụ là như thế nào đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo một kênh mới này các bạn. Trường vào cài đặt này đây các bạn ha, đây nó không có cái phần mà để chúng ta phân quyền, thấy chưa? Kênh chính mà. Giờ tôi sẽ tạo một cái kênh mới, ví dụ như là kênh về kiếm tiền online 2019 chẳng hạn. Đấy, tôi sẽ tạo nó. Có trừ những cái kênh mà uy tín lâu năm là cái kênh đó đang có độ tương tác rất là tốt ha, comment rất là tốt, rồi lịch sử kênh cũng lâu, trên 1 năm gì đó, 6 tháng thì trường chưa bao giờ chuyển kênh nào dưới 6 tháng cả, là cái lịch sử kênh nó dưới 6 tháng cả. Và sau khi tạo xong kênh chúng ta sẽ trở lại đây, các bạn sẽ trở lại youtube.com lại nha. Đấy, bây giờ các bạn sẽ chuyển qua nó qua cái kênh cũ. Đây, các bạn chuyển được cái tài khoản này qua cái kênh chính của chúng ta. Lúc này các bạn sẽ chọn cái cài đặt đây. Được chưa?
Lúc này chúng ta sẽ vào cái phần cài đặt nâng cao này các bạn. Nó có phần là chuyển sang tài khoản thương hiệu ha. Tài khoản thương hiệu là tài khoản phụ đấy các bạn, nó gọi là kênh phụ ha. Kênh chính là kênh mà chúng ta nằm trực tiếp ở trên cái Gmail khi chúng ta đăng ký luôn đấy, và các bạn phải chuyển là cái lý do trường nói đầu tiên đó. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang tài khoản thương hiệu này đấy, thì các bạn phải nhập tiếp cái Gmail cái bác vào. Rồi sử nhập app vào đây net đấy, bây giờ nó chuyển từ cái kênh này qua cái kênh này, bạn đang kênh này các bạn, bây giờ bạn chuyển qua kênh nào, bây giờ chuyển chọn này các bạn, kênh mà chúng ta mới tạo ra đây, chọn nó, ok ha. Khi các bạn chuyển thì cái kênh cũ nó bị xóa đi, các bạn lưu ý nhé, là các bạn phải xem thật kỹ trước khi chúng ta chuyển. Chúng ta chuyển lộn một cái là kênh cũ xóa nó mất tiêu luôn đấy. Rồi xóa kênh luôn, ok chưa, từ này qua cái này đấy, từ đây qua cái này được chưa, ok rồi, kiểm tra ok rồi. Sau khi chuyển ra kênh này rồi, di chuyển kênh, tiếp tục đọc kỹ các bạn nhé, di chuyển kênh luôn đấy. Di chuyển thì xóa kênh cũ được chưa, bây giờ chúng lấy bạn ok là lập tức nó sẽ đi qua đấy, nó sẽ đi qua cái toàn bộ, nó sẽ đi qua cái kênh chính của chúng ta đây, là kênh phụ nha. Chúng ta sẽ trở lại, làm sao để biết chúng ta chuyển thành công hay không thì chúng ta vào cái kênh lại của nó này, thấy chưa đấy, cái này đó. Thì khi bạn chuyển thì cái logo này các bạn phải đổi lại nha, cái logo đổi thì toàn bộ là cái banner và cái video tất tần tật mọi thứ là nó sẽ chuyển qua kênh này cho chúng ta, chỉ có cái logo là chúng ta cần phải thay đổi lại, thấy chưa. Bây giờ làm sao mà biết chúng ta đã chuyển thành công, bây giờ các bạn trở vào phần cài đặt của nó này đấy, các bạn chuyển xuống đấy, các bạn thấy là thêm hoặc xóa người quản lý ha, thì lúc này là chúng ta đã chuyển thành công rồi đấy. Tại vì kênh của trường chuyển là nó không có cái video nào hết đấy, để kênh này các bạn thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái kênh này xem nhé, nó không còn cái kênh đó này các bạn, mất rồi, xóa nó tiêu rồi. Giờ chuyển trở lại đã, thấy chưa, bây giờ chỉ còn cái duy nhất kênh này. Dạ yeah. Toàn bộ video sub và view các kiểu là nó đều chuyển qua kênh này hết rồi đã. Nhưng mà khi chuyển qua thì nó không chuyển luôn cái hình avatar, thì các bạn phải thay đổi hình avatar lại, hình nhỏ này đấy, các bạn đấy, click vào đây chỉnh sửa thôi, và thay đổi avatar thôi đã. Đó là cách chuyển từ kênh chính qua kênh phụ đã. Là an toàn, bạn cần nhớ bốn yếu tố trường đưa ra là nó khá an toàn các bạn, đặc biệt là trong net thì cứ vô tư mà chuyển đúng không ạ, hay là kênh đang liên kết với cái GA nào đó, nhưng cái GA này là phải có lịch sử tốt nha các bạn, cái GA này được trả bay nhiều lần, tức là đã trả thanh toán nhiều lần là cái GA có lịch sử tốt, thì các bạn cứ vô tư mà chuyển đúng không ạ. Còn cái GA các bạn mới mua hay là cái GA mới thì trường sẽ không đảm bảo được là nó bị cái gì đâu, nên là cái GA mà là trả nhiều lần nữa là uy tín thì càng tốt. Rồi đó là cách mà chúng ta chuyển từ kênh chính qua kênh phụ, và những cái lưu ý mà chúng ta không bị chết kênh. Rồi, ok, xin chào các bạn.